Tuy nói nhãn sứ nhưng không thật có, tìm cầu nhãn sứ không nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ cũng như vậy. Tuy nói sắc xứ nhưng không thật có, tìm cầu sắc xứ không nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như vậy. Tuy nói ngã nhưng không thật có, tìm cầu ngã này không nắm bắt được, đối với hữu tình, cho đến người biết người thấy cũng như vậy. Tuy nói thế gian nhưng không thật có, tìm cầu thế gian không nắm bắt được, tuy nói pháp thế gian nhưng không thật có, tìm cầu pháp thế gian không nắm bắt được, tuy nói Phật pháp nhưng không thật có, tìm cầu Phật pháp không nắm bắt được, tuy nói Bồ đề nhưng không thật có, tìm cầu Bồ đề không nắm bắt được. Thiên vương nên biết, hễ có lời nói gọi là thế tục đế, đó chẳng phải là chân thật. Nếu không nhờ vào thế tục đế, thì không thể nói thắng nghĩa đế. Bồ Tát thông suốt thì thế tục đế chẳng trái với thắng nghĩa đế. Do thông suốt nên biết các pháp không sanh, không diệt, không thành, không hoại, không đây, không kia, xa lìa ngữ ngôn văn tự hí luận. Thiên vương nên biết thắng nghĩa đế, xa lìa lời tịch tịnh, pháp của cảnh giới thắng trí không biến hoại. Nếu Phật ra đời hay không ra đời thì tánh tướng vẫn thường trụ, đây gọi là Bồ Tát thông suốt thắng nghĩa đế. Khi ấy tôi thắng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không sanh không diệt, tự tánh trống không, xa lìa, thì làm sao có Phật xuất hiện ở thế gian và chuyển pháp luân? Vì sao Bồ Tát đối với pháp không sanh mà thấy có sanh? Phật bảo tối thắng: Thiên vương nên biết, vì các pháp không diệt nên không sanh. Vì sao? Vì tánh không biến đổi, chỉ do người thế tục thấy có sanh có diệt, đó là sự thấy biết hư vọng không chân thật. Những Bồ Tát nào bằng phương tiện thiện xảo hành bát nhã ba la mật đa sâu xa thì thấy pháp nhân duyên, biết rõ thế tục đế là không, vô sở hữu, không bền chắc, không có mà tựa như có, như huyễn hóa, như ảo mộng, như âm vang, như bóng dáng, như ảo ảnh, như quáng nắng, như việc biến hóa, như thành tầm hương, lay động chẳng yên, đều do nhân duyên sanh khởi. Các Bồ Tát này dùng bát nhã vi diệu quan sát các pháp không, nói rộng cho đến từ nhân duyên sanh khởi. Các Bồ Tát này tư duy, các pháp này thấy có sanh, có trụ, có diệt. Do nhân duyên nào mà sanh, do nhân duyên nào mà diệt? Tư duy như vậy rồi biết rõ như thật, do vô minh sanh các hành, do hành sanh thức, nói rộng cho đến do hữu nên có sanh, do sanh nên có lão, do lão nên có tử, và yêu sầu khổ não, cho nên cần phải tu hành để diệt vô minh. Nếu diệt vô minh thì 11 chi còn lại lần lượt diệt theo, như thân đã diệt thì mạng sống đều diệt theo. Thiền vương nên biết, tà kiến ngoại đạo mong cầu giải thoát chỉ muốn đoạn tử, chẳng biết đoạn sanh. Nếu pháp không sanh thì không có diệt. Ví như có người ném hòn đất vào sư tử đuổi người thì hòn đất tự rớt. Cũng vậy, Bồ Tát chỉ đoạn sự sanh là tử tự diệt. Ví như con chó chỉ đuổi theo đất mà chẳng biết đuổi người. Cũng vậy, ngoại đạo chẳng biết đoạn sanh thì không thể lìa tử. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế thì biết rõ nhân duyên sanh diệt của các pháp. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết pháp nhân duyên không, vô sở hữu nên không sanh ngã mạn, sanh nhà giàu sang không ngã mạn về giàu sang và tôn quý, sanh nhà nghèo hèn tự biết nghiệp đời trước không được thanh tịnh lắm, được quả thấp kém, sanh tâm nhàm chán nên cầu xuất gia, nghĩ như vậy. Thân ta được tạo thành do các nghiệp khác nhau, cần phải tu tịnh nghiệp để được thanh tịnh và cũng dạy người khác như vậy, tự cầu độ thoát và độ thoát cho người, tự cầu xuất ly và mở trói buộc cho người. Do đó phát sanh tinh tấn, không còn lười biếng, ác pháp chướng đạo cần phải đoạn trừ, thiện pháp trợ đạo cần phải tăng trưởng, cần tu tinh tấn, suy nghĩ thế này, ta mang gánh nặng, cần phải tự diệt, tất cả phiền não, độ thoát hữu tình, không nên lười biếng. Đối với sư trưởng thân cận, dù cho họ hiểu nhiều hay ít, có trí hay không, trì giới hay phá giới thì Bồ Tát đều tưởng như Phật, cung kính đồng học. Tư duy ta đang nương thầy học tập, tu pháp lành chưa hoàn toàn, cần phải tu cho viên mãn, phiền não chưa diệt, cần phải đoạn diệt, giữ gìn pháp lành, xa lìa pháp ác để thành trí nhất thiết, làm ruộng phước đại bi thương xót tất cả thế gian, bậc thiên nhân sư là thầy của ta được thắng lợi hoàn toàn, tất cả trời người đều thờ pháp chủ làm đại sư. Các Bồ Tát này tư duy, Phật dạy giữ gìn tịnh giới, thả giết chết thân mạng chứ không phạm giới. Thế Tôn đã dạy, tùy thuận giáo pháp của Phật tức là cúng dường Phật, Bà La Môn vân vân, thí chủ cúng dường các thức ăn uống, thì ta như pháp thọ dụng, đừng để người kia không được kết quả.
Như vậy, người cúng thí và người nhận đều được lợi ích. Bà La Môn vân vân vì dùng danh từ Sa Môn nên tưởng như phước điển của Bồ Tát. Bồ Tát phải đúng như lý, như lượng tu hành chánh pháp thì hiển hiện công đức Sa Môn, công đức phước điển. Bồ Tát như vậy là tự tu hành và giáo hóa người không có dừng nghỉ. Các Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thường tùy thuận thế gian, thấy kẻ giận dữ thì không khiêm nhường, thấy kẻ kiêu mạn thì tưởng vô ngã, thấy kẻ tà vậy thì tưởng chánh trực, thấy kẻ nói lời dối trá thì tưởng như thật, thấy kẻ nói ác thì dùng lời ái ngữ, thấy kẻ cứng cỏi thì thị hiện nhu hòa, thấy kẻ nóng giận thì sanh tử nhẫn, thấy kẻ theo pháp tà thì sanh đại từ, thấy kẻ khổ não thì sanh lòng đại bi, thấy kẻ san tham tật đố thì hành bố thí. Các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tùy thuận trí thế gian nên được sanh cõi Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì trì giới không thiếu khuyết, xa lìa tạp uế, tu tâm bình đẳng, ở chỗ hữu tình đầy đủ các căn lành lớn, không đắm trước danh lợi, có đức tin thanh tịnh, không có sự hy vọng mong cầu, cần hành tinh tấn tu tập không biếng nhác, tu tập các tịnh lự để xa lìa tán loạn, dùng tuệ vi diệu để học tập đa văn, các căn đầy đủ trí tuệ thông minh, tu đại từ để xa lìa giận dữ não hại, nhờ nhân duyên này được sanh về cõi Phật thanh tịnh. Bấy giờ tôi thắng bạch Phật: Như lời Phật dạy, người tu tập về các pháp trì giới vân vân và các pháp thì được sanh cõi Phật thanh tịnh. Như vậy cần tu đầy đủ các pháp hay chỉ tu một pháp là được sanh ở cõi Phật thanh tịnh? Phật bảo tối thắng: Thiên vương nên biết, đối với các pháp ta đã nói ở trước, Bồ Tát nào chỉ tu một hạnh là đầy đủ các pháp, như vậy một hạnh cũng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Vì sao? Vì trong mỗi một hạnh đầy đủ các hạnh. Các Bồ Tát này sanh ở cõi Phật thanh tịnh không bị bào thai làm ô uế. Vì sao? Vì Bồ Tát đã làm tượng Phật tu sửa vườn tăng ở trước bảo tháp Phật, thoa đất thơm và đốt hương cúng dường, giải hoa đẹp cúng dường, hoặc dùng nước thơm dưới rửa tượng Phật. Ở trong vườn tăng, dưới nước quét dọn và láng nền, từ tâm cung phụng cha mẹ sư trưởng thiện hữu đồng học và các sa môn, dùng tâm bình đẳng cung kính cúng dường, đem căn lành này ban cho hữu tình, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm cho hữu tình đều được thanh tịnh. Bồ Tát như thế là được ly dục. Vì sao? Vì tâm không chấp trước, chẳng đắm nhiễm theo bè đảng, quay lưng các trần cảnh, xa lìa các duyên ái. Ở trong cảnh dục tâm chẳng ái nhiễm, tu hành như thật giới Phật đã thuyết. Đối với bốn việc cúng dường, ít muốn vui đủ, chỉ đủ nuôi thân, tâm thường lo sợ, thường hành tịch tĩnh, xa lìa các pháp. Bồ Tát như thế chẳng đắm trước việc thế tục, liền được mạng sống thanh tịnh, không tà vạy oai nghi, không dối trá, lời nói không lừa gạt. Nghĩa là trước mặt thí chủ không lừa dối bằng cách thể hiện bước đi ung dung, nhìn thẳng phía trước sáu khỉu tay, không nhìn ngó hai bên, đó là uy nghi tà mạng. Lúc không có thí chủ thì phóng túng buông lung. Vì cầu lợi dưỡng nên có thí chủ thì ăn nói ngọt ngào nhỏ nhẹ, tùy thuận theo ý họ. Lúc không có thí chủ thì nói lời thô bỉ. Thấy người hành bố thí trong tâm thật có tham muốn nhưng nói rằng không cần. Khi không được của thì sanh phiền não, lời nói biểu hiện ít muốn mà tâm tham cầu lợi dưỡng thật nhiều. Các Bồ Tát này không có tướng cầu lợi dưỡng như thế. Nếu thấy thí chủ thì không nói rằng ba y hư rách, đồ dùng thiếu thốn, hoặc nói cần thuốc men, lại tuyệt đối không được nói với thí chủ: Này thí chủ mỗ, giáp, cho tôi vật này. Hoặc người kia nói tôi chỉ giới học rộng đại bi tinh tấn, dù khen như thế mà tôi không có đức này, tôi chỉ siêng tu thiện để đền ơn thí chủ. Các Bồ Tát này không nói với bạch y những lời tự khen mình chê người để cầu danh lợi như thế. Nếu thấy thí chủ cúng thí cho người khác không sanh tâm sân hận, phiền não, không dua nịnh quanh co để cầu nhận vật đó, không dối trá bằng cách thân thiện để hại người lấy của, chẳng mong hạ nhục người bằng cách giỡn cợt để lấy của, thí chủ định cúng thí cho người được khen, hoặc người thuyết pháp, hoặc đại chúng, hoặc chưa dự định phần chia, hoặc đã bố thí nhưng chưa cho hẳn, thì Bồ Tát không bao giờ chen vào trong ấy để nhận phần. Nếu khi nhận tài vật thì không tham đắm, đây là vật của ta, đây là sở hữu của ta, phải đem cho ngay đến các sa môn khác, hoặc bà la môn, sư tăng, cha mẹ và các người nghèo cùng thiếu thốn đều được bình đẳng sử dụng. Nếu tài vật hết không lo lắng, vài ngày không được thì tâm không khổ não.
Các Bồ Tát này thọ nhận vật của người khác cúng dường hoặc bố thí cho người, cả hai đều được thanh tịnh. Vì hạnh thanh tịnh nên tâm chẳng mệt mỏi. Vì sao? Vì lợi ích cho hữu tình đang bị đắm chìm trong biển luân hồi sanh tử, nên các Bồ Tát này không nhàm chán. Nếu có việc ma, các khổ bức bách, tâm không bị thối lui. Nếu người muốn hành nhị thừa thì vì họ để thuyết pháp không có nề hà mệt nhọc. Bồ Tát tu pháp Bồ Đề Phần không hề nhàm chán.